Xin chào tất cả mọi người nha. Gần đây nhất thì có cái thông tin là anh Tấn Dũng bên Nhịp Cầu Nhân Ái, kênh YouTube cũng cỡ cỡ cái kênh mình lớn, kênh lớn của mình Sài Gòn á, thì có mời bé Tường Lam về quê để phát gạo, nhưng mà bé sẽ không có đi được, cũng như là chuyến phát gạo bên nhà em thì cũng không có đi được luôn, tại vì gia đình rất là bận, cái lịch bận rất là gắt luôn. Bé mới đi Hà Nội về thì những cái thông tin đi Hà Nội về là như thế nào thì em cũng có làm trên kênh lớn em rồi, mọi người qua bên kênh đó xem ha. Thì cái chuyến đi Hà Nội của bé thì sẽ có những cái anh lớn, những cái người ở bên bộ công an, người ta vào cuộc, người ta bảo vệ cho bé rồi. Mình thì xin phép giấu những cái thông tin đó. Cái clip chính hôm nay muốn chia sẻ là Tấn Dũng Nhịp Cầu Nhân Ái có mời bé phát gạo 18 tấn gạo, 1.800 thùng mì và 1.800 phần quà Tết cho bà con mình. Thì có mời Tường Lam và có nhờ Minh nói với gia đình là giúp Tấn Dũng liên kết với Tường Lam, tại thấy Minh hay nói chuyện với gia đình á, thì Minh có thể là quen thân giúp giùm Tấn Dũng là mời đi. Nhưng mà thật sự thì gia đình bận quá không đi được. Ngay cả Minh phát quà ở nhà Minh 3.000 ký gạo thì gia đình của Tường Lam cũng không có xuống được luôn, tại vì bận. Khi đi thì gia đình phải đi 3 người, 3 bé, mẹ bé với là bé. Thì bé phải nghỉ học, ba phải nghỉ làm, mẹ phải nghỉ làm luôn, rồi đi chung nữa. Thì nó mất thời gian quá, nó là không có đi được. Cho nên thì cũng làm clip này tới gửi tới Tấn Dũng là xin lỗi Tấn Dũng, Minh cũng hết sức hỗ trợ rồi nhưng mà không được, tại vì thời gian của gia đình nó kẹt quá, lịch nó kẹt quá, không có thời gian trống để mà đi được. Xin lỗi anh Tấn Dũng rất là nhiều ha. Thì clip này cũng xoay quanh chủ đề thôi mọi người. Thì hẹn là ra Tết qua nói chuyện với ba bé, bé nó là hẹn ra Tết có dịp nào đó thì lên anh chơi, mình làm một vài long bia rồi anh em mình giao lưu, anh còn ăn mặn được. Gia đình giờ mẹ bé với bé ăn chay hết rồi, anh mẹ bé ăn chay rồi, có bé con gái lớn anh với anh còn ăn mặn thì lên uống một hai lon bia, rồi có hữu sự gì sau này đám tiệc thì cứ mời anh xuống chơi, hoặc là hơn là nhà anh có đám tiệc anh mời anh về quê hoặc là qua đời Bình Dương chơi với anh chị đó mọi người. Thì chia sẻ thông tin là bé sẽ không có đi phát gạo với Tấn Dũng ha, cũng không có xuống nhà mình phát gạo luôn, hai anh em mình thì tự phát đó. Đây ở nhà ngọt ngào qua đường quay clip ha mọi người đó, em thì đi minh bạch hết luôn, không có núp, không có trốn trong nhà hay cái gì vậy, không có trốn luôn nha. Nắng ngoài đây mất kiến vô, ngoài đây mất kiến vô nhìn giống mấy cái số mà trời, đi chơi mấy cái số là mặc đồ dơ dơ rách rách. Ở nhà mình thấy lên phòng thu đồ đẹp đẹp chứ ở ngoài nhìn em dơ dơ lắm. Này quần sọt đâu nè, quần sọt áo thun đâu nè, đi quay clip cho khán giả mình xem nè. Có ai số không, số không bà con ơi, không ai số thì em tắt clip nha. Rồi hẹn gặp lại khán giả mình vào những clip sau nha, bye bye mọi người.